con dâu đòi đò ơi, chứ sao không có ai đưa đò. Có đò mừng quá mà sao rên dữ vậy không biết. Rồi hôm nay mình được đi đò này dành riêng cho mình luôn. Sao biết vô tả nghe cái á nó liền dính ra liền. Bây giờ là cái á. Mình á giùm đó luôn. Nó vừa là cái á là vớt ra phải không? Tôm nướng, tôm đã lắm. Ở đây có cái món cua rang me rất là ngon. Bà ngoại rất là thích, cứ kêu mẹ làm như quán cua tẻ nè. Bà ngoại em á, bà cố Sơn Hùng cái đây, phải làm như quán cua tẻ mới được. Hoàng Sơn, chào cả nhà nghe. Bữa nay mình qua quán cua tẻ ở Tiền Giang chơi. Rồi chia sẻ bà con mình một địa điểm ăn uống. Trước thì có đi rồi, nhưng mà bà con mình có nhiều người chưa xem ha. Thì hiện giờ mình đang ở Cù Lao Long Hữu, Cần Đức Long An. Ở phía trước mặt là sông Dầm Cỏ, thì phía bên kia là Tiền Giang. Tí xíu nữa em sẽ cho bản đồ cho bà con mình xem. Bữa nay thì sẵn đi chung với anh Bảo, với bạn anh Bảo. Bữa nay có mẹ Dũng 15 nè. Bữa nay có mấy bạn Sài Gòn về. Cái quán này thì ở bên kia sông mà nó nhỏ thôi, nhưng mà đồ ăn rất là tươi ha. Ở Sài Gòn về á, quán đó rất là nhiều, nhưng mà mình phải đi bằng ngã dòng Tiền Giang á, quốc lộ 50 xuống. Bây giờ mình gửi xe ở đây, mình đi bộ qua để tiết kiệm được tiền đò. Tại vì vừa qua bên kia là tới liền ngay bến phà luôn. Cái YouTuber là vẫn là mình thường. Mấy cô này trông. Bữa nay có anh bạn anh Thắng, anh Thắng đợt trước mà ca hát trên kênh Nam Việt. Mấy anh chị hỏi ai mà hát hay quá vậy, anh Thắng này ha. Hôm nào có dịp mình sẽ nhờ anh Thắng chia sẻ vài bài nữa. Bé say xe hả? Trời ơi, tội nghiệp chưa? Vậy có bị say sóng không? Giờ quả bà nữa. Ở đây thì phà qua lại liên tục ha, rất là nhanh. Nếu mà mình đi từ ở Long Hữu qua bên kia thì chuyến qua lại nửa tiếng à. Còn mình đi vòng thì đi ngã quốc lộ 50 á, mình chạy từ Sài Gòn về hết hết Cần Đức Long An á, thì qua phà Cầu Nổi. Ngày xưa là phà Cầu Nổi nha, bây giờ là Cầu Nổi. Rồi mình qua đó thì mình hỏi quán cô tẻ, bánh đầu cô tẻ thì ai cũng biết ha. Mình rẽ về hướng tay trái, tầm khoảng 3-4 cây số là tới. Phà đang qua. Ở đây có chiếc ghe bự quá ha. Ghe này ở Tiền Giang với Long An nè, mấy ghe bầu chở hàng. Ghe mặt đỏ. Ghe đẹp quá ha. Y như con cá. Ở bên trong kia là một cái phòng hầm. Ở bên trên là một cái mái hiên để mình lái tàu, lấy ghe. Bên cạnh thì mình có mấy cái vỏ xe nè, để mấy chiếc ghe nó cặp vào nhau á, nó không bị cọ. Đây thì có cái chỗ để cột ghe nè. Cái ghe nhìn đẹp quá. Dạ. Hay là giờ lớn mà nước ra là rồng hay lớn mà chảy ra biển là rồng à. Trưa là mình về là nước rồng đó. Nước rồng chảy hơi xiết ha. Dạ. Mấy anh chị đang chụp vài tấm làm kỷ niệm trên Cù Lao. Ông Bảo chụp cái tướng xấu quá. Ông thử chụp hình chụp cái tướng xấu quá đi. Cái nữa nha, cái nữa nha. Rồi pha quá rồi, nhưng mà mưa cũng tới rồi. Giờ sao ta? Xuống phà chờ không? Bên trong có mái che đó, nhưng mà coi chừng ướt. Trong xe có cây dù. Đây, pha quá rồi. Bây giờ chờ xe lên thì mình xuống, mình đi vô bên trong. Bên trong có cái mái che. Ô, mưa lớn quá. Tranh thủ thôi, mưa tới rồi. Chạy xuống. Mưa này rất là sao? Mà chắc không đến nổi đâu. Rồi, hôm nay cả nhà mình qua Tiền Giang.
nước rồng nên là cái bánh ghe nó hơi sâu. Trơn lắm á nghe. Trơn lắm, trơn lắm. Trơn quá. Ê, vô trong luôn. Chào anh. Chào xuống chút gom gom tính tiền luôn. Rồi gom đếm số lượng đi cho tiền luôn. Rồi bao nhiêu người, bao nhiêu tiền một người? 3, 4, 5. Bên em 5, bên xe em 5. Bên anh nhiêu? 5 đúng không? 10 người. 10 người. Đã. Ai cao hơn ai hả? Chui ở đây mát mẻ không? Ở đây đi dã ngoại không chó. Tàu đã cập bến ha, và cập bến rồi. Chúng ta đã tới đất Tiền Giang. Xã Tân Trung rồi. Em không rành luôn, sát bên. Xã Tân Trung hả? Xã Tân Trung. Rồi, xe máy lên, rồi cả nhà mình lên sau, để xe lên trước. Rồi, lên thôi. Dạ lên nghe thấy. Nghe thôi. Này giống đi rất dâu quá. Hồi xưa anh Bảo cưới vợ cũng vậy nè, qua phà qua giang vậy nè. Dạ lúc đó chưa có cầu á anh. Dạ. Đường trơn nghe. Có lục bình trơn lắm. Ơi, tới nơi rồi, chúng ta vừa lên bánh phà là gặp ngay quán cô tẻ luôn, bên tay trái. 12 giờ đêm, 8 giờ đêm. Anh Bảo đang kể chuyện đi rước dâu 12 giờ đêm đi qua phà. Rồi, chúng ta đã đến quán rồi, bữa nay mình tiết kiệm được tiền 2 chiếc xe. Cá này cái gì thấy ghê vậy ta? Con cá này cái gì? Cá mang ếch hả? Cá màu ếch hả? Mang ếch. Phía sau luôn nè. Phía sau mấy cái chòi phía sau này. Dạ. À, bây giờ mình ra quán mình ngồi ra mấy cái chòi lá bên sông. Lúc đầu là em định quay cho cả nhà mình coi cái view ban ngày rất là đẹp, nhưng mà đi hơi trễ rồi mưa đó. Bây giờ mình ăn đây. Nãy giờ cúp điện, máy phát điện chạy rất là ồn. Ở đây xe xuống rất là nhiều. Xe ở Sài Gòn với các tỉnh. Dạ. Diễu cái mẹ đang chờ. Dạ. Xong chưa, đó trời trời nha. Nên có mấy cái chòi lá sát sông nè, mát lắm. À, mình đang đi quanh kiếm một cái chỗ trống trải ở sát sông cho nó mát.
Đây có rất là nhiều trời lá. À, ngoài đây ha. Cái chỗ rồi. Mưa gió lạnh lẽo gom lại cho ấm chút. Dạ rồi, không anh. Rồi, thôi anh Bảo ngồi đầu bàn luôn. Để làm gì vậy? Kiểm việc hả? Cái khúc mà tính tiền là để anh đi toilet kể. Đi toilet ngoài không thấy ra. Chút nữa ai mà dọn mâm lên chỉ. À nhớ mặt anh đó nghe. Cái ai là bàn là tội tội rồi cho đi nhưng mà đang cũng còn mệt. Đúng ra bữa nay có thỏ rồi xin nữa. Thỏ cũng vậy luôn. Bữa nay định đi đông hả anh? Cuối cùng đi cho luôn đi ít mấy em kia thôi. Dạ. Yeah. Đi cả nhà giật lấy 7 chỗ đi. Mà cuối cùng thấy mấy em cũng còn cái bằng ba luôn. Bốn bảy ớt nem với bảy taxi. Này Út Khanh ráng nắng viên sữa nước là canh viên sữa nước nha. À, bên kia mấy mẹ mấy chị đang hẹn nắng trôi nước thôi đôi đầy tháng cho mấy bé. À, sắp tới mình có nhiều video chia sẻ cả nhà mình nha. Thôi nồi đầy tháng ở nhà Nam Việt. Dì Út cho sắp lịch cho bà con mình chờ. Dì Út là hẹn là ra dò dò thêm nước phụ. Hơn 100 đi xin nước nha ông Thân. Khoảng rồi đặt cọc đây. Khoảng 40 ngày nữa. Món đầu tiên lên là ốc hương xào xả hả không? Hấp xả. Hấp xả, dạ. Hay ăn đầu sống không? Rồi, mời cả nhà, mời thầy Thắng nha. Rồi, mời cả nhà nha. Do anh. Dạ rồi, cảm ơn thầy Thắm. Mình ăn mừng món mới. Món đầu tiên. Xa quá. Tính đi Nha Trang. Hấp dẫn ha. Ông bắt này, cái này con sầu huyết rất là to luôn. Vũng Tàu, nó hơi Vũng Tàu xa quá, không qua Tân Thành đi. Tân Thành cũng xa quá, không qua Cầu Tẻ. Tính đi tính lại thôi, qua quán Cầu Tẻ cho nhanh hả? Cầu Tẻ chị thôi mua về nhà ăn cho rồi. Chưa. Cái này mình vừa trụng chín đó, nên là nó còn chưa há miệng. Còn không? Đây chấm muối tiêu chanh. Xoay. Cái món sầu huyết. Cảm ơn Thắng. Theo như bạn của anh Bảo, anh Phúc anh nói bắt nước lên sôi rồi phải không? Dạ. Bắt cái sầu huyết vô thả nghe cái á cái là dớt ra liền. Nó vừa là cái á. Mình á giùm nó luôn. Nó vừa là cái á là dớt ra phải không? Dớt ra chứ trời á. Trời nó hạ hồng rồi lâu lắm. Đó chị đâu có biết làm đâu, anh xuống á. Nói em trời nước sôi em thả nó vô mà em nghe nó là cái á nghe là em phải dớt ra liền. Bây giờ bị phỏng á. Rồi, món mới nha. Su ơi, món này ngon lắm Su nha. Su. Có món tôm nè. Cái món này là tôm nướng. Món tôm đã lắm. Ở đây có cái món cua rang me rất là ngon. Bà ngoại rất là thích, cứ kêu mẹ làm như quán cua tẻ nè. Bà ngoại em á. Bà cố Sơn Hùng cái đây. Phải làm như quán cua tẻ mới được. Đây là tôm tít. Cầu bự với ta. Lại cho Su cái gì. Rồi, thầy Thắng khui ra coi thịt nó dẻ cỡ nào. Này tâm xong anh mắc tiền. Rồi đã. Đã chưa. Không biết nữa. Cái con tôm lóng nó nhỏ nhỏ mà thịt nó cũng chắc lắm. Cái này ha, giờ mình lột cái này đúng không? Không, con này cũng lột hết cái vỏ mình nó luôn. Mình đây. Để bà lột lại cho Su. Bữa nay nhờ thầy Thắng review mấy cái con sông dầm cỏ này cho cả nhà mình xem. Đặc sản ở Cù Lao Long Hụ nè. Này mình đang ở Tiền Giang mà nó đặc sản Cù Lao. Tại vì nằm trên một con sông nha. Nó căng nhưng em cái đầu đi. Rất là dễ lộn. Dạ. Thịt dẻ lắm, ngon lắm. Sao bé Minh em ru vậy bé Minh? Ngon không bé Minh? Ngon Minh. Ôi đã quá không? Còn nguyên con luôn, rất là bự luôn. Dẻ đự luôn, thịt dẻ. Con của thầy Thắng là siêu chắc á nha. Nè, gạch quá trời gạch luôn. Gạch quá trời gạch luôn. Thịt dễ được luôn rồi. Rồi mời cả nhà mình tham gia nha.
Đây, đẹp như nướng muối ớt nè. Đây là nướng muối ớt. Oh, quá đã luôn. Wow. Mấy cái con tôm nướng này nó rất là thơm. Đấy à. Được ba. Nó béo. Xuất sắc. Xuất sắc hả? Chị Thẩm đây, con này tôm xong á, nó mới béo được dữ vậy đó. Hết sảy không? Ngon xuất sắc. Này là ngon hơn cái con tôm mà của con Quỳnh Trần CP nữa. Bữa nay anh Thắng, thầy Thắng không có được hoa hồng từ từ cái cửa hàng của quán cô tẻ này, nhưng mà review quá trời luôn. Nhưng mà thật sự là do cái này tôm thiên nhiên á, nó ngon vậy đó. Mình đậu thiên nhiên nha. Ngon á. Đây là sông nhập cỏ đó. Bắt sông này nè. Anh rút ngược mà. Rút ngược nó càng thích. Dễ dữ ha. Giống đất tôm hùm á anh ha. Cứng. Được không? Giống hả? À, bây giờ tới hết gặm tôm, giờ mình ăn càng nha. Càng của con tôm. Gai này rất là nhiều. Mình mà cắn chút xíu nó dính vào môi đâu. Wow, lấy cái muỗng nè. Đây nè. Đó, mới đúng bài đó. Chăm cái muỗng anh. Chăm cái muỗng nha. Cái càng cũng sạch không? Cái này á mình đập trên tức. Rồi, thầy Thắng đổ mồ hôi với cái đó hả? Xong mồ hôi cực lực. Đây, cái càng rất là ngon đây. Ăn cái này giống như cắn hột dưa vậy đó, tết á. Anh rút là chưa được, rút ra. Đúng được. Chưa được. Cái càng của nó thật nó rất là dai. Cắn nó phải nhăn cái mặt ra, đặng cái môi nó không cắn cắn vô cái này. Nhăn cái mặt ra. Không. Dạ, phải đưa. Rồi, bây giờ tới em nha. Này, em đập nó nè. Đó, đập kiểu này nó mới bể được. Chạy giờ mà tưởng là phá bàn của bà. Bà lĩnh không? Đây bà như vậy. Cái gai nó rất là nhiều. Đập cho em bể nè. Ôi rồi, cái món mà ngoại thích nè. Nào thấy em làm nhanh không? Đó mấy cái rút ra luôn nè. Rất là nghe này món mới lên rồi. Mời cả nhà mình nha. Thôi cái đó để đem về từ từ. Thử thử ăn đó giờ mình nghiên cứu đi. Đây cho anh cái anh thử vòng. Để anh đổ hết vòng. Dạ, tại món cua rang me. Lấy con mà. Đây là tôm tích ha. Con ha. Con này to tích quá trời luôn. Chưa ăn được. Đây, bây giờ mình sẽ thử món tôm tích nha. Này. Rồi, tôm quá trời gặp luôn. Tôm đúng không? Đây hết tất cả rồi chị. Hết rồi chị. Hết tất cả mà quán giờ tối rồi. Làm không kịp. Nó sình sình sình. Rồi bữa nay mình giải tán xong hết cái này rồi. Còn dư ít nữa, đồ ăn ngon thì không có bỏ được nên là mình bỏ vô hộp mang về. Này không có khách sáo luôn. Anh chị ở Sài Gòn nói ăn giá rất là rẻ mà ngon. Hôm nay hôm chủ quán khuyến mãi thêm dĩa trái cây nữa, thật là ngon. Còn được khuyến mãi nữa. Thì hôm nay Quang Sơn cùng cả nhà mình qua quán Cô Tẻ nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Mình sẽ để cái địa chỉ bên dưới Xuân Thời nữa mà cả nhà mình cần quảng cáo dùm quán luôn. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào. Rồi, hôm nay rất là vui cùng những người bạn Sài Gòn. Tạm biệt. Còn anh Thắng, thầy Thắng thì có dịp văn nghệ. Hy vọng có dịp sẽ chia sẻ những bài hát. Rồi, chào ha. Mình phải ngồi chờ đò qua. Hình như mấy anh tài công đi ngủ hết rồi. Bữa nay mình đi chơi hơi trễ ha. Bây giờ mình đang ngồi chờ ở bến đò Cô Tẻ luôn. Quán này là quán tẻ bánh đò. Đây là Rồi đây là số điện thoại ha. 0908 391 063, 0383 082 781. Nếu mà bà con mình muốn tới cái quán này thì mình gọi theo cái số điện thoại này. Và em có thể để cái địa chỉ bên dưới cho bà con mình dễ tìm ha. Bây giờ xin mấy cái ghế ra đây ngồi chờ đò nè. Rồi đò ơi, ai giúp tôi qua kiếp đò.
bên kia sông đồng người ta đang bừng bừng đón dâu. Nói đò ơi, sao không có ai đưa đò? Có đò mừng quá mà sao rên dữ vậy không biết. Rồi hôm nay mình được đi đò này dành riêng cho mình luôn. Dụ dỗ dân Sài Gòn về quê. Nhưng mà cuối cùng hết phà mà gọi được cũng mừng ha. Nói giỡn vậy thôi chứ ở đây thì lúc nào cũng có phà hết. Bữa nay 9-10 giờ tối thì mình phải đặt phà riêng. Tốn hết 100.000 rẻ. Rồi cảm ơn bà con mình rất là nhiều. Tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo. Đi phà như này nó an toàn hơn nhiều. Dạ. Đảm bảo hơn. Phà thì mình đi này có cái chỗ trú mưa nắng. Mình đi tầm tới 8 giờ tối á, thì mình đi giá 5.000 đồng một người. Còn nếu mà như sau giờ đó đó thì mình đặt một chiếc phà 100.000 ha. Đi vào đây cũng rất là rẻ. Bây giờ mình về thôi.